Ai có biết vụ cà phê cho cái Ford cà phê trò Bình Phước chưa mấy em? Nope. 200k. Trắng trẻo tươi ngon đàng hoàng. Thằng vào nghĩ nó rảnh quá, ngồi nhảy múa ton 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 mà nó mập như con heo. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. À, xin chào mấy em. Mới tập gym xong mệt quá. Hôm qua mới cân tận mông cổ, má quýnh té khói luôn. Má quýnh mông cổ với hàng tàu. Ba tàu, mình nên chơi ba tàu. Trời được, có chơi biển người mấy. Cái trận hôm qua là quýnh từ hải chiến cho tới mẹ lính thủy đánh bộ, xong rồi tới đông bộ đầu này là lăn ba di bộ rồi mà ABC các kiểu. Rập một màn trời, một màn hình luôn. À, tức khuya quá. Ngủ về trễ tập gym mệt quá. Nhưng mà sao nhãn video, hôm nay video hết đề tài mấy em. Media ngồi chơi không à. Nên giờ làm video tiếp để cho tụi nó dựng, thôi ngắn gọn nha. Hôm nay anh sẽ thông báo một cái tin cực kỳ chấn động làng Gimbit. Con gì đó nó phá sản á, nó nợ tiền anh nha. Còn nợ tiền anh nhưng mà thôi kệ đi. Anh em mà giờ ra đường làm ăn nó xui này nọ hay nói gì đó, giờ nó mà cắt bỏ, lo chuyện khác, có chuyện khác. Thằng này chết thằng kia lên. Có ông nội kia ở Bình Phước, anh quên tên rồi mấy em, không nhớ tên nổi luôn nghe. Không biết cây cú anh dù gì đó, xong rồi giờ bỏ tiền ra mở phòng gym chơi khô máu nữa. Sau cái cụm từ mà chơi khô máu á thì nói thiệt chứ tụi em á, nó xuất hiện rất là nhiều lần trong cái thị trường gymer. Nào á là bắt xe đò lên chơi khô máu, nào á là vay ngân hàng 5 tỷ chơi khô máu. Còn ông này á thì cũng chơi khô máu mà không bằng đường nào, nhưng ông mở một cái phòng gym ở Phước Long, vùng đất cách mạng hồi xưa nè. Khai trương cũng hoành tráng, tá tràng lắm. Hỏi ra biết thằng cha này đại gia học điều mấy em. Mày nó nhắn tin ổng nói ông em nội ông đại gia học điều, ông bú ghim chi ba. Rồi xong rồi cái nói mấy bú ghim nhưng mà giờ vấn đề là tao làm ở Phước Long, thằng Duy Nguyễn mà làm ở Sài Gòn thì có liên quan gì không? Cái nói ông không mua đồ của tôi là thấy không liên quan, thấy liên quan rồi đó. Nói à mua đồ đúng không? Được, tao cũng hâm mộ chú mày phản biện ABC các kiểu. Được, bỏ sức cho anh đi. Bỏ sức cho anh đi, anh đi về dưới anh bán kiếm thêm. Nói làm học điều gì chơi nó súp luôn hả? Nói ừ thích chơi thôi. Đó là cái câu chuyện mà anh này cũng làm đại lý của BBT ở Phước Long luôn nha mấy em. Ở Phước Long luôn. Rồi xong rồi cái anh hỏi tiếp. Ủa Phước Long á, nó thật sự nha Phước Long. Điện cái con khỉ gì? Có mấy thằng ở vô viên gặp giám đốc là nó bay vô nó sấn sát. Điện hoài. Người ta tắt máy là biết, ta từ chối, ta khinh bỉ rồi đó. Điện biết kìa. Cuộc đời của nó thiệt, xài điện thoại số lạ gọi đừng nè, mà không giờ cái chuyện nghe máy, số bàn gọi biến luôn. Nó thật sự anh khó lắm em. Tại vì số bàn là toàn là mang bảo hiểm không à. Nó nhắn, ổn đứa nhắn tin. Chặn mày luôn, chút ra chặn luôn. Nó, bởi vì cuộc đời của anh làm giám đốc, một là hợp hành, hai là công chuyện này nọ kia. Cái điện thoại của anh đố ai biết số. Thiệt luôn, không cho số hay, vậy mà tao biết mới hay. Ngộ ghê, chả hiểu. Nên quay ra cái chuyện của mình hỏi là ủa sao anh ở Bình Phước mà anh không ở Đồng Xoài á, chứ anh thấy Đồng Xoài nổi tiếng mà. Cái nói không, Phước Long của anh đại gia nhiều hơn. Cái đó ông nói ông biết thôi, nhưng mà giờ Đồng Xoài tao mướn mặt bằng. Nếu mà tao mướn mặt bằng tao đâu chơi khô máu chú em mày được, tên tao cũng mua đất luôn, đất của ổng luôn mấy em. Miếng đất của ổng đó mới ghê chưa. Ông nói miếng đất của ổng không xây nhà tiền chế lên tốn nhiều tỷ bạc đó, bí mật không nói được đó. Thì thông qua cái này nó là cái gì? Anh không có quảng cáo cho thằng cha này, thề luôn. Thằng cha này giàu rồi, không có quảng cáo. Nhưng mà anh chỉ giới thiệu cho một cái hiện tượng. Đó, một cái hiện tượng mà trong cái việc làm của thằng cha này khai ra một cái game chấn động ở Phước Long. Nói Phước Long mà, đồng Bình Phước mà, nói thiệt với em luôn, Bình Phước làm gì có bản đồ trên game đúng không? Yes. Nói thiệt chứ Bình Dương chưa đủ tuổi lo ho nữa, Bình Phước là gì? Đúng như vậy mà ông cha, cái thằng cha nội này nè, ở Bình Phước cái chỗ đó thiệt á mẹ, nó thiệt như nói sao ta? Nó cũng khá là quê mùa đúng không em? Nó cũng nó không biết nó dùng chữ phát triển không phát triển. Nhưng mà thằng cha này ngoại ngành nha.
mà dám bỏ tiền ra đầu tư phòng gym đó đó. Em nhìn phòng gym đi khai trương, mấy em chụp hình quay video qua thoải mái. Nhìn cái phòng gym nó nằm ở mức độ nào. Mà cái này là cái vùng quê, cái đáng nói là cái vùng quê. Mà cái đáng nói thứ hai là cha này ngoài ngành. Mà chơi vậy đó thì mấy đứa trong ngành chơi sao lại. Đó là cái vấn đề, đúng không? Bây giờ anh em trong ngành gym cạnh tranh không là thấy bà nội rồi. Mà giờ theo mấy ông nội ngoài ngành ba vô kiếm ăn nữa. Nên mới nói là qua câu chuyện này nó có nhiều cái góc độ để nhìn. Một, buồn. Buồn chứ. Buồn sống buồn, đúng không? Mình đang làm ăn mà tự nhiên người ta ra người ta cạnh tranh với mình là buồn. Bởi vậy á, cái bài học sau đây là cái gì mấy em? Là mấy em phải mở phòng gym ra, tụi em phải đề phòng. Tụi em phải đề phòng cực kỳ cao luôn. Mấy anh cha nội có tiền hỏi nhiều nha. Đề phòng cực kỳ cao luôn, mấy anh cha nội có tiền hỏi nhiều. Tôi bảo đảm kiểu gì ông cũng chơi mẹ. Ví dụ tụi em mở phòng gym ra, tụi em tiếp xúc dòng khách VIP, tụi em biết giữ khoảng cách chừng mực thôi, xả giao câu chuyện thôi. Còn cái đòi hỏi nó hỏi sâu sâu vô là thôi né đi nha ba. Ba khai hết, bây giờ nó làm đi trang luôn. Mà không những nó làm đi trang, nó còn âm mưu, nó đảo chánh em, đúng không? Nó kết nối với nhân viên của em, nó kết nối với khách hàng của em. Nó chơi là nội công ngoại kích, trong ngoài phối hợp. Trong nhà thì lính em nó mở cổng thành, phía ngoài thì trăm vạn hùng binh, ngàn tên chiến tướng nó dân cùng sẵn rồi. Nó kiểu gì chả chết. Nên quay được cái bài toán của anh đó, mặc dù bây giờ anh đó là đại lý của anh, nhưng mà nếu mà giả sử ổng là đại lý của anh thì sao? Giả sử giờ anh mở, ông không mở Bình Phước sao, anh mở Sài Gòn thì sao? Cũng mệt với ổng chứ bộ giỡn. Chọc mấy người có tiền ngại đó. Nha, đó là bài học, tụi em phải đề phòng. Tụi em phải đề phòng. Ổng sẽ có nhiều cách, những người vậy ta có nhiều cách người ta chơi em đó. Đó, mà người ta đã là đại gia hộp điều rồi. Nói thầy Sơn cái màn buôn hộp điều mà mấy em. Buôn hộp điều đâu phải thầy những nam tính nữ gì đâu, đúng không? Cũng phải này phải kia dữ lắm á. Thì bây giờ ổng áp dụng những cái chiêu trên thương trường đó vô trong môi trường gym. Mà đối với những người trẻ tuổi mà lập nghiệp á, thì chắc chắn là giống như đưa dê vô miệng cọp thôi, chứ không còn khác được đường nào hết. Nên đó là một câu chuyện cần phải suy ngẫm. Cái câu chuyện thứ hai, cái này tín hiệu vui. Hồi nãy là buồn, vậy là vui. Vậy thì bây giờ á, cái ngành gym ở Việt Nam á, có phải nó phát triển ra một tầm cao mới chưa, để cho những thằng đại gia ngoài ngành nó bay cho nó làm đó. Trong đó nó tạo ứng dụng này nọ kia, rồi nó kết nối đồ với phòng gym, với khách hàng, lấy tiền trước 2-3 năm đồ này nọ kia. Rồi sau dịch Covid nó tuyên bố phá sản. Ủa giờ mấy em đó đòi tiền được không ta? Nope. Không biết ha. Dù lỡ chuyển tiền trước 3 năm rồi nó phá sản rồi, giờ sao thầy? Hơi khó chịu đó. Mà đáng nói hơn nữa là ở một cái vùng quê xa xôi, hẻo lánh, nghèo khó mà người ta dám bỏ tiền người ta đầu tư gym vậy. Mà không phải là một chỗ mà là nhiều chỗ. Tụi em coi theo dõi video đi, bây giờ nó mọc như nấm vậy đó mấy em. Vậy là mừng là gì? Dân trí Việt Nam lên cao, người ta ý thức sức khỏe, đúng không? Mà họ là gì? Họ là những lá cờ đầu, mình cần phải ủng hộ họ. Sao mà nói sao có gì ba phải vậy? Hồi nãy mới đam ổng mà, giờ ủng hộ ổng. Không phải. Một sự việc đó có nhiều góc nhìn. Yes. Một sự việc đó có nhiều góc nhìn. Bây giờ ví dụ như anh với ổng không có quan hệ gì đi, thì chỉ là một người gọi là trung lập thôi. Mình nhìn vô, à, thí dụ như bạn bè ổng đi nhậu bị gút cả nồi, bây giờ ổng mở phòng gym vậy chắc chắn ủng hộ ổng rồi, đúng không? Thì ít ra ổng là gì? Ngọn cờ đầu ở địa phương đó, để dìu dắt những con chiên lạc đàn nó quay về phòng gym tập tạ, đóng tiền cho anh Duy Nguyễn mua sách. Nên cái góc độ thứ hai là góc độ vui nha. Đó, dám bỏ tiền đầu tư phòng gym là liều mạng rồi đó, là liều mạng rồi đó. Không có giỡn đâu. Đa phần người ta sẽ đầu tư súp trước, có vốn đầu tư gym. Thằng cha này vốn mạnh, chơi được cả hai cái. Vậy thì cái hành vi chơi của thằng cha này, thầy cái bản chất là chỗ nào? Bản chất là chỗ nào? Nói ra thiệt, anh nói ra một cái tụi em sợ luôn. Đó, chẳng qua ở nhà ông lao động nhàn rỗi nhiều quá. Ở nhà ông lao động nhàn rỗi nhiều quá mấy. Ví dụ như vợ, em vợ, cháu vợ, chích vợ gì đó, lum vợ, quá trời bên vợ lao động nhàn rỗi. Thì bây giờ mình mở cái phòng gym ra, mình làm cái small business để cho anh em con cháu nó bay vô làm. Nó đỡ nghiện ngập, nó đỡ hút chích, nó đỡ ôm con gà, đúng không? Nó đỡ đi cà phê chòi Bình Phước. Ai có biết vụ cà phê cho cái phốt cà phê chòi Bình Phước chưa mấy em? Nope. 200k. Trắng trẻo tươi ngon đàng hoàng. Anh nói rồi, mặc dù anh là giám đốc nhưng mà biến nào cũng biết hết mấy em, ghê chưa? Đó, nên nó giảm được cái tệ nạn của địa phương và chắc chắn là việc làm của thằng cha được là gì? Chính quyền địa phương ủng hộ nhiệt tình luôn. Mở phòng gym là ủng hộ nhiệt tình mấy em.
Nhưng mà thuế vẫn phải đóng đều đều nha. Ủng hộ trên tinh thần thôi. Và tiếp nữa, cái vấn đề tiếp theo là ở Bình Phước, anh nó mới nói rồi, có đồng xoài. Có nhiều bạn ở đồng xoài muốn làm đại lý của BBT đó. Nhưng mà các bạn thôi, các bạn chịu không nổi con cha nào đâu. Con cha này giống mạnh lắm. Với thằng cha này đi trước rồi. Thằng cha này lobby với Nhi Nguyễn ký contract trước rồi mấy em. Thì bây giờ mấy em muốn làm đại lý cho BBT ở khu vực Bình Phước mà ôm cái đồng xoài đó, lấy hàng cho con cha này bán. Thế thôi, thằng cha này bảo đảm ở ngoài ngành dễ dụ cũng lắm. Bây giờ dễ dụ lắm, nó giờ thôi BBT để giá bao nhiêu vậy? Giờ ông ăn chừng 2-3% thôi, đưa tôi đi. Tôi phát triển bình đồng xoài cho này nọ kia kiểu. Dám chừng chịu á. Ví dụ vốn tụi em mạnh nữa. Thôi không, tụi em nhập hàng chỗ ổng, nhưng BBT ship hàng tới chỗ em, ổng ở giữa 1% thôi. Bảo kê thương hiệu nào đập em, ổng đập lại, ví dụ vậy. Đó. Mà ngày trước á, tại sao anh không có nói về cái phòng gym của ông này? Tại vì á, nói chung chưa có đồng tin mấy em ơi. Thấy ông nội này nông dân, ông mặc dù có tiền thôi chứ không biết làm gym không. Nhiều khi ông gặp chém gió, ông nói chuyện này nọ thôi chứ ai biết ông làm được hay không. Đó. Nhưng mà cái buổi lễ khai trương của thằng cha này làm cho anh thay đổi cách nhìn mấy. Anh thay đổi cách nhìn từ buổi khai trương thôi đó. Tại vì á, anh làm việc với nhiều người rồi. Có mấy thằng cha cầm tiền nó nhát như con gà mái. Nó nói à, thôi giờ cọc để đây thôi, qua dịch anh làm nha. Mày biết chừng nào qua dịch ông nội? Đúng không? Hỏi thẳng ông biết chừng nào qua dịch. Ông có qua dịch ông ăn không? Thế làm bà đó cho rồi đi, còn qua dịch nữa. Ông nghe qua dịch thì nó thật sự với mấy em anh cũng ừ thôi. Ok, tùy anh thôi. Ví dụ anh cọc mà anh cọc lâu quá anh không nhảy thì em bỏ thôi, gì đâu. Chứ giờ làm ăn chờ đợi qua dịch nữa, thôi biết chừng nào qua dịch. Đúng không? Bây giờ mặt bằng nó đang xuống, lo hốt đi, qua dịch nó lên lại sao? Mà mình cứ hốt, mình cứ làm, mình làm bình thường. Dịch thì bán online. Thế thôi. Không lẽ dịch cả năm? Đúng không mấy em? Yes. Bây giờ làm ăn quan trọng là ở chỗ đó đó. Nhìn vô cái người đó mình biết tao máu chơi hay máu không chơi. Đó. Mấy thằng cha Bình Phước này qua dịch khai trương luôn. Ngay dịch luôn chứ qua dịch gì. Ổng khai trương cái ngày mấy anh quên rồi. Nhưng mà cái ngày đó như là cũng không biết là tháo cách ly chưa đó. Nhưng mà không ghê bằng thằng Minh Lâm. Thằng Minh Lâm nó khai trương Bình Thạnh trong dịch luôn mấy em. Nó nói ê ông nội, trong dịch ta đang hạn chế đông người vậy nha. Đồ, ông đi khai trương đó ai mua ông nội. Cái đó thiệt, ông chỉ bán online thôi. Không, em khai trương lấy ngại. Xong rồi nó khai trương Bình Thạnh lấy ngại thêm Hoàng Nguyễn vô làm. Ông Hoàng Nguyễn nó rảnh quá, ngồi nhảy múa toàn mà nó mập như con heo. Xong rồi up video YouTube gì lên, tụi nhóc luôn á, bệnh á. Bên Bình Thạnh á, đường Tân Cảng á mấy em. Nên cái ông này ông dám khai trương trong dịch. Ông nói dành câu á, dịch ngày khai trương thôi em. Đó, chính cái câu nói đó của ổng, anh không trả lời, anh không rét mày. Nhưng mà anh thao đó cách nhìn, thằng cha này nhìn mập xấu thôi chứ chắc nó làm ăn cũng được á. Cuộc sống mà em, ngoại giao anh có quyền, đúng không? Ngoại giao anh có quyền khen tụi em, anh có quyền tân bốc tụi em. Nhưng mà cách nhìn của anh là độc lập, tụi em đâu thay đổi cách nhìn của anh được. Tụi em chỉ có thể thay đổi cách nhìn của anh khi với những cái hành động thực tế anh thấy bằng mắt, anh cảm nhận bằng đầu óc. Đó. Nên anh thay đổi cách nhìn của anh về thời cha này vào cái ngày đó. Đúng không? Còn ví dụ như ổng làm có được hay không được, buôn bán thì sau đó thì nói chung lính anh nó lo. Anh không có rành mấy em. Ví dụ như anh cần họp thì nó kế toán như này họp cái. Tình hình đại lý Bình Phước giờ đơn hàng sao, phát triển sao, hàng gì bán được, không được, ABC kế toán, đúng không? Rồi bên kia marketing, ê hôm nay Bình Phước quảng cáo sao này nọ kia, có hình hot girl chưa? Có gửi hình hot girl về tổng đài chưa? Có những hoạt động chưa? Phòng game khai trương sao, buôn bán sao, phần mềm sao, setup tới đâu rồi? Quy trình quản lý BT sao, sale sao, training chưa? Nghe nói là vãi đái rồi. Khó lắm em. Mở ra một cái business gym nó khó hơn cái nail. Cái nail nó dễ hơn. Để bữa nào anh chỉ cho em mở nail. Chứ còn cái gym business khó hơn nhiều. Khó lắm. Nha, thì hôm nay anh nói chung anh ngắn gọn. Anh chúc mừng. Và cuối cùng là chúc mừng. Chúc mừng và cũng rất là cảm phục. Nào, cái sự gọi là đi ngược dòng nước của đại lý BBT Bình Phước. Đại lý BBT Bình Phước là một cái mô hình cũng khá là hợp lý. Phòng gym rất là khang trang, phòng gym bên Bình Phước về mặt cái vẻ ngoài nhìn rất là khang trang, ở trong thì thình nhìn cũng đẹp, nó mà anh chưa đi tới anh không biết thôi. Nhưng mà ở Bình Phước mà có được cái đó là một điều cũng đáng nể lắm em. Tự đáy lòng tao có nể không?
Yes. Cho dù người ta sao không biết, ta có đại gia hay ta tiểu gia, người ta học đều học é không có biết đúng không? Nhưng mà ta mở được cái phòng gym như vậy, người ta decor được phòng gym như vậy, người ta thiết kế, người ta xây dựng, người ta contract này nọ, tất cả ta vận hành được cái phòng gym như vậy, đó là một cái điều đáng nể, rất đáng nể. Mà thậm chí ở Sài Gòn làm chưa được. Mấy em nhìn coi, nếu mà giờ so đi, so cái phòng gym đó với phòng gym ở Sài Gòn, nhiều khi phòng gym Sài Gòn thua xa lắc chứ. Bây giờ phòng gym Sài Gòn chơi mấy cái niệm cao su rẻ tiền thôi thế. Quạt máy trên nhà bay rọt rẹt chơi quạt công nghiệp nữa thôi thua luôn. Hôm qua đó anh mới nói dự án khai trương cái dự án nâng cấp máy lạnh á, tại máy lạnh bên 12 giờ nó thiếu, nó nóng quá, giờ nâng cấp 6 con, một con 5 ngựa. Cái thằng bố kia bay hỏi ủa sao nó không chơi được quạt công nghiệp cho nó mát, nghe nó muốn quỳ lại luôn á trời. Đó nên nói gì thì nói, vẫn chúc mừng các bạn Bình Phước có một cái môi trường gym khang trang, sạch sẽ, đẹp và con chủ chịu chơi. Cái điều căn bản con chủ chịu chơi, thằng chủ chịu chơi thì nó mới chơi súp chính hãng được mấy em, nó mới chơi súp xịn được nha. Còn chủ bằng chủ kia thôi thua. Tụi em phòng anh không tiện nói, nhưng mà tụi em đã tập gym nhiều nơi, tụi em sẽ thấy nhiều thằng chủ, có mấy thằng chủ tham minh đó mấy em. Cuộc đời tập gym biết mà. Xưa có mấy thằng chủ tập xong mình tập gym ngủ đi nhậu, mà đi nhậu nó ăn như heo vậy đó. Thôi nói chung cũng nản lắm. Nhưng mà tất nhiên cuộc sống mà có bức tranh màu tối thì nó sẽ có bức tranh màu sáng. Mấy em đồng ý với anh không? Yes. Đó. Thì trong môi trường gym này nó bị te tua rồi, nó tan nát sau dịch rồi. Nhưng mà đằng sau cái dịch đó nó có những cái, ở dưới quê tụi em biết nấm mối không? Yes. Nó có những cái nấm mối á, nó mọc lên sau cơn mưa. Đó. Thì ở Bình Phước là một trong những cái nấm đó đó, đó. Mình chúc mừng cho đại lý ở Bình Phước hoạt động tốt nha, để nhập hàng BBT dù nhiều cũng muốn cho dưới thôi, chứ ông làm gì làm, ông nhập hàng ít là không được rồi, thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.